Chào các bác nhá, shop Tân Ánh Ngọc Ánh chuyên loa bẫy chim và phụ kiện. Đây các bác thấy đây, loa và loa rất là nhiều, số lượng rất là nhiều nhá. Hôm nay có lô hàng mới đang dịp cuối năm nhập hàng để chuẩn bị bán cho các bác trong dịp Tết nhá. Thì hôm nay là có hai cái mẫu loa cơ bản, một hàng bình dân giá rẻ, một hàng cao cấp chất lượng ok. Đó, đây là hai cái, hôm nay là có hai mẫu điển hình. Đó là một cái mẫu là VKE 898 nhá, hàng đời mới. Đây, VKE 898 đời mới này. Và một mẫu nữa, đó là hàng Q92. Hàng Q92. Thì tôi mở cho các bác xem một cái loa này. Túi rèn ri nhá. Túi rèn ri để đựng này. Thân loa này nhá. Thân loa. Năm nay thì bây giờ mới bắt đầu chớm sang 2019, nó chưa có phiên bản 2019. Phiên bản này vẫn là phiên bản mới nhất 2018 các bác nhá. Cái loa này thì nó là VS898. Đấy, VS898. Nói chung là hàng này là hàng giá bình dân nhưng mà chất lượng ổn định ok. Điện sạc 10V. Đấy, điện sạc 10V. Chứ còn cái dòng điện sạc 5V thì nó sẽ kém hơn rất là nhiều. Tay điều khiển đây. Tay điều khiển đây nhá. Tay điều khiển đây. Có pin tay điều khiển cho các bác này. Cục sạc điện cho loa này. Dây đeo này. Đấy nhá, dây đeo. Thế đây là cái dòng loa rèn ri giá bình dân. Đấy, giá bình dân, giá nó dưới 500 đấy các bác nhá. Giá là dưới 500.000 đấy. Cái loại này ra loại loa bình dân này, giá dưới 500 nhưng mà nó ổn định. Nó ổn định hơn mấy cái dòng E76 hay là dòng 898 điện 5V. Nói chung là cái dòng này là dòng VKF này thì nó sẽ bền hơn. Đó là giá bình dân nhá. Thế tiếp theo đó là cái mẫu loa hàng cao cấp, đó là Q92. Đây các bác nhìn thấy toàn bộ đây này. Cả trăm cái luôn. Toàn bộ là Q92 hết. Nhá, Q92 hết. Thì đối với dòng loa Q92 này, các bác xem sơ nó nhá. Phụ kiện nó sẽ gồm là cục sạc cho loa này. Các bác lưu ý rất kỹ cho tôi nhá. Nó chỉ có dây sạc cho tay điều khiển thôi. Chỉ có dây sạc thôi, nghĩa là cáp sạc thôi. Và các bác sạc cho tay điều khiển thì các bác sẽ dùng với cục sạc điện thoại của mình nhá. Đấy, tay điều khiển này. Tay điều khiển này là dòng tay điều khiển cao cấp. Dùng pin của điện thoại. Đấy, dùng pin của điện thoại. Yếu điện thì sạc thêm. Không phải thay. Và đối với dòng tay điều khiển này, dòng tay điều khiển cao cấp đắt tiền. Các bác mua thay thế là phải hơn 200.000 nhá. Đấy là nó chia cho các bác. Thì đối với cái loa Q92 này thì nó là 700.000. 700.000 đã bao gồm cả phí ship cho các bác rồi. Nhưng mà sẽ chưa có hỗ trợ thẻ nhớ ấy, nha các bác nhá. Daini Q92. Dòng này thì nó cũng giống như là cái dòng AT100. Nó ra trước AT100. AT100 thì sẽ đắt tiền hơn. Tại vì cái dung lượng pin nó lớn hơn. Thế còn đối với cái dòng Q92 này thì pin nếu mà các bác sạc căng lên để mà thời gian hoạt động liên tục thì sẽ hoạt động liên tục cho các bác khoảng 8 tiếng, hơn 8 tiếng. Thế là cũng vừa đủ để cho anh em chơi. Nên mà anh em chọn nó rất là nhiều. Thế còn cái loa AT thì 100 ấy thì nó cũng giống như này thôi, hình thức giống đặc như này. Nhưng mà cái pin nó sẽ trâu hơn. Thì các bác nào đặc biệt cần pin trâu thì sẽ chọn hàng đấy. Còn không anh em mà chơi văn nghệ, chơi bình thường thì lại chủ yếu là thích Q92. Nó dòng truyền thống này, âm thanh rất là chuẩn nhá. Mà pin dùng đến 8 tiếng là cũng ok rồi. Mà giá thì nó lại mềm hơn, phù hợp với túi tiền hơn. Có 700.000 thôi nhá, 700.000 bao cả phí hết rồi. Loa này vẫn là cái loa phiên bản mới nhất cho các bác nhé. Có đèn màu trắng, có nghĩa là báo sạc pin đầy ấy. Các bác lưu ý này, các bác nhận hàng kiểm hàng thì vui lòng mở nốt cái khay nhựa ra cho tôi nhá. Mở nốt cái nhấc nốt cái khay nhựa ra này. Đấy. Thì các bác sẽ gặp được cái túi này. Đây là cái túi để màu rèn ri để cho đeo loa. Đây các bác chưa kiểm kỹ, chưa bỏ ra này cứ bảo là sao shop này không bỏ túi, thiếu một túi rồi. Đây các bác lưu ý rất kỹ nhá. Đối với dòng loa Q92 này, cái túi nằm ở dưới này. Các bác phải bỏ khay nhựa ra nhá thì mới có. Đấy, trân trọng giới thiệu với các bác hai cái mẫu loa anh em đang rất là ưa chuộng, một mẫu hàng giá rẻ. Ok, giá bình dân là loa 898 phiên bản mới nhất nhá, 2018. Và cái mẫu loa cao cấp Daini Q92 anh em ưa chuộng rất là nhiều. Số lượng hàng về phục vụ các bác rất là nhiều. Từ giờ đến cuối năm rồi sang năm mới các bác cứ yên tâm đặt hàng nhé. Thế còn khi qua đến Tết đầu năm ấy thì nhập hàng từ kho về sẽ rất là khó. Thì shop phải nhập số lượng nhiều để đảm bảo
đảm bảo phục vụ tốt cho các bác, nhu cầu các bác sang năm mới. Các bác chơi rất là mạnh. Thế đầu năm mới thì nhập hàng kho vào nó khó, bây giờ phải nhập rất là nhiều, nhập trước như vậy nhá. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nhá. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Hàng luôn luôn là ship COD, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Tất cả các mẫu loa bẫy chim, phụ kiện săn bẫy này các bác này. Kéo cắt cành này, xào gác cu này, xào gác cu, xào xeo chim, giày ngụy trang, quần áo ngụy trang. Đây như cái bộ tôi đang mặc này, cũng có bán luôn. Đây 170.000 thôi, rất là rẻ nhá. Rất là nhiều đồ khác cho anh em chơi. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá, để theo dõi được những cái video mới nhất mà shop đăng tải giới thiệu sản phẩm đối với các bác nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.